Hello anh em nhá, chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình nhá. Đấy, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái công thức bắt cầu sóc đĩa anh em ơi. Đấy, thì nói chung là chơi sóc đĩa thì cái con game sóc đĩa này rất là quen thuộc đối với nhiều anh em đúng không? Đấy, nhưng mà cũng có nhiều anh em mới tham gia vào nó thì sẽ chưa hiểu những cái gọi là cơ bản chúng ta bắt cầu đúng không? Đấy, và cái công thức này thì nói chung là khá là đơn giản anh em ạ, dễ hiểu, dễ chơi và dễ thắng anh em ơi. Đấy nên là mình mới chia sẻ cho anh em, chứ nếu mà nó không ăn được thì mình chia sẻ cho anh em làm gì đúng không? Phí công mình đúng không anh em? Phí công mình mà cũng hại anh em nữa. Nên là nói chung là công thức này thì khá là hiệu quả anh em ơi. Đấy, anh em phải nhớ là hiệu quả mình mới chia sẻ cho anh em nhé anh em nhé. Còn nhiều anh em quan tâm đến cái vấn đề con game này mình chơi ở đâu đúng không? Đường link truy cập mình có để bên dưới phần mô tả video nhá. Đấy, anh em nhấn vào đó tải về và chúng ta chơi nha anh em. Đấy, còn anh em nào gặp cái vấn đề mà tải được mà không chơi được hoặc là không tải về được thì anh em cứ tải cái app 4.1 về nha anh em. Đấy, tải về bật lên là sẽ giải quyết được luôn anh em ơi. Còn bây giờ mình sẽ vào bàn sóc đĩa nha anh em nhá. Đấy, thì bây giờ cầu nó là biệt 6 con trắng anh em ạ, biệt 6 con lẻ, sau đó lại ra một con chẵn. Thì tay này mình sẽ bẻ một con lẻ nhá anh em nhá. Tay này mình sẽ lại nhảy một con lẻ này, hồi lẻ này. Đấy, anh em thấy mình đánh có ok không? Đánh như này có được không anh em? Hay là chưa được nhỉ? Đây, xem ra gì đây. Ui, vẫn là chẵn nhá anh em, đen nhờ. Thì vốn hôm nay của mình nó là 53 củ nhá anh em nhá. Anh em sẽ xem mình lên được bao nhiêu này. Đấy. Thì công thức, bây giờ mình sẽ nói luôn công thức cho anh em nhá. Mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em này. Anh em sẽ chú ý anh em nghe cho mình nhá. Thì anh em sẽ tính điểm của gọi là 4 cái phiên gần nhất này đây nhá anh em nhá. Nghĩa là sao? Một con trắng, đây, đơn vị tính như này cho nó dễ này, nói này anh em dễ hiểu này. Một con đỏ thì anh em sẽ tính là 1 cho mình, mà nếu mà nó là một con trắng anh em sẽ tính là 2. Đấy, đỏ, anh em nhớ là đỏ bằng 1 và trắng bằng 2 nhá. Thì ở đây nó có hai con đỏ và hai con trắng đúng không? Thì anh em sẽ tính luôn là 2 cộng với 4 đúng không? Hai con đỏ sẽ là 2 và hai con trắng sẽ là 4. Như vậy là 2 cộng 4 đúng không anh em? 2 cộng 4 thì nó sẽ bằng 6. 6 nó là cái gì nhỉ? 6 là chẵn thì em sẽ đánh cho mình một con chẵn luôn nhá. Đấy. Đánh chẵn luôn này. Đấy, ra luôn rồi anh em. Nhưng mà mình đánh tay này cũng khởi đầu chỉ là 1M thôi anh em ạ. Khởi đầu công thức thì đánh 1M thôi, tội gì đánh to đúng không? Không phải đánh to làm gì đâu anh em ạ. Tiếp theo ở đây sẽ là 3 con đỏ và 1 con trắng. Thì chúng ta sẽ tính là 5 cho mình nhá. 3 con đỏ sẽ bằng 3 và 1 con trắng thì sẽ là 2 đúng không? 3 cộng 2 bằng 5, 5 là lẻ đấy, anh em sẽ đánh lẻ mình nhá. Đấy, tay này khá là ngon này anh em này. Tay này khá là ngon, sẽ đánh vào to một tí. Đấy, tự tin hơn anh em, cứ tự tin mà đánh nhỉ. Có ai làm gì anh em đâu. Tự tin vào đánh. Đấy, nhặt liền anh em. Thì mẹ, tay nào nhìn thấy đẹp đẹp là phải vào to to tí anh em ạ. Thế mới có lãi được chứ anh em. Ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Lại bảo không ok đi. Rồi tiếp theo đây nó sẽ là 3 con đỏ. À, lại là 5 tiếp anh em ạ. 3 con đỏ, 1 trắng thì tính luôn là 5 cho dễ đúng không? Thì anh em sẽ đánh cho mình con lẻ tiếp nhá. 1M này. Và dưới này mình sẽ vào 5 lít này. Tay này khả năng ra ba đỏ. Nếu mà nó ra lẻ khả năng ra ba đỏ cao anh em ạ. Đấy, cứ tự tin mà đánh thôi anh em. Đấy, như kiểu những anh em nào xem video này thế tự tin lên anh em ơi. Đấy, có vốn thì vốn ít hay vốn nhiều thì cứ nạp vào mà chơi. Đấy. Chỉ cần gọi là chia vốn đều ra, kiểm soát vốn cách hợp lý đấy, đánh đều đều tay thì kiểu gì phần thắng nó thuộc với anh em. Đấy, tại không anh em bú liền. Nghi ra ba đỏ bú liền anh em ạ. Anh em thấy không, rất là hiệu quả luôn, có gì đâu. Đấy, cứ đánh bình tĩnh như thế thôi, có gì đâu mà phải xoắn nhờ. Ở đây nó sẽ là hai trắng và hai đỏ thì anh em sẽ tính luôn là 6 cho mình đúng không? 6 là chẵn thì lại nhảy sang chẵn thôi anh em, nhảy sang đánh chẵn thôi. Đấy, cách bắt cầu cực kỳ đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là cao anh em ạ.
Đấy, và lót thứ tử này. Nếu mà tay này ra lẻ khả năng ra thứ tử cao. Bởi vì ba tay chặn lúc nãy. À, nếu mà tay này ra chặn thì khả năng ra thứ tử cao. Bởi vì ba tay chặn lúc nãy anh em, nó chưa có thứ tử. Khả năng thôi anh em ạ, chứ biết sao trước được anh em. Nên là cứ lót mấy chục vào, lót trăm mà chơi cho hay đúng không anh em. Được thì được, mà chả được thì cũng không sao. Ra sấp anh em ơi, không ra thứ tử. Ồ, thứ kệ đi, nhưng mà vẫn có lãi nhờ. Vẫn có lãi. Thì bây giờ nó lại là, à đâu, nó là ba đỏ và một trắng anh em ạ. Ba đỏ một trắng thì lại bằng 5 đúng không anh em. 5 là đẻ thì lại phải chuyển sang đánh lẻ rồi. Nhưng mà tay này mình nghĩ nó không có lẻ đâu anh em ạ, khó lắm. Cầu đang đi theo kiểu gọi là 6-3-2 à. 6-3-2 à ta. Này thì không có định dạng chính xác anh em ạ, không biết nó đi kiểu gì đây. Tay này mình nghĩ khó có lẻ nên mình đánh nhỏ nha anh em nhá, không đánh lớn anh em ạ. Tay nào mà có tiềm năng đánh nó mới hay đúng không anh em. Đây. Úi trời ơi, bú liền. Nhưng mà bú ít anh em ạ. Nhưng mà ít cũng là bú đúng không? Đấy. Chúng ta phải hài lòng vì chúng ta đã đoán đúng anh em ạ. Đấy, không phải là cứ bú ít à. Biết thế tay này đánh to hơn tí đúng không anh em. Đấy, không được. Suy nghĩ thế là chết ngay. Rồi, ok anh em ơi. Tiếp tục là ba con trắng và một con đỏ thì nó sẽ bằng 7 đúng không anh em. Đấy, 7 thì 7 anh em sẽ đánh cho mình con lẻ tiếp. Bây giờ thì có lãi rồi, đánh nhỏ rồi anh em, tội gì mà mình phải đánh to nhỉ. Bây giờ có lãi rồi thì mình cứ đánh nhỏ thôi, tội gì mà đánh to đúng không anh em ơi. Đấy, đánh to phải chết không? Đánh to tại đấy phải chết rồi không anh em. Đánh nhỏ thôi, ai làm gì anh em đâu. Thì bây giờ nó lại là hai đỏ và hai trắng anh em ạ, thì sẽ tính là 6 nhờ. Hai đỏ hai trắng là 6, 6 là chẵn thì lại đánh chẵn tiếp. Nhưng mà thế này thực ra mà nó ra ấy thì khả năng ra thứ tử rất là cao nên mình sẽ bồi 2 lít vào thứ tử. Đấy. Bố phát là nghỉ luôn bần này, mà không bố thì khả năng nốt tay này mình cũng nghỉ thôi anh em ạ, đủ rồi. Cảm thấy thế là đủ rồi. Nhưng mà tay này gãy thì cũng nghỉ thôi. Bởi vì 53M mà anh em, 53M có 5 sóng cổ là thôi nghỉ được rồi, nghỉ đẹp rồi anh em ạ. Đấy. Nhưng mà tay này gãy mà bú thì càng tốt, bú thì nghỉ càng tốt đúng không anh em. Mình cảm thấy 3M là đủ á, dừng lại thôi anh em ơi. Tay này là thử vận may nốt này. Ui ra lẻ mới đâu. Thôi nghỉ nha anh em nhé. Đèn quá thể này, nghỉ thôi. Đấy, và cảm ơn anh em đã đón xem cái video của mình nha. Nếu mà thấy video mình hay thì đừng quên là cho anh xin một like và đăng ký kênh nhé anh em nhé. Đấy. Thì còn chúc những anh em nào mà áp dụng công thức của mình vào ấy thì đánh đạt được hiệu quả cao nha anh em nha. Đấy, chốt lại thành công. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nhé.